Xin chào quý vị và các bạn, chúng tôi là Phong Thủy May Mắn. Quý vị thân mến, Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ Tết truyền thống ở Việt Nam. Tết Đoan Ngọ được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Vậy, năm 2020, Tết Đoan Ngọ rơi vào ngày nào? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu ngay sau đây. Tết Đoan Ngọ năm 2020 được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, tức là vào ngày 25 tháng 6 dương lịch, là cái Tết chung của một số nước chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên ở Việt Nam thì Tết Đoan Ngọ còn mang những ý nghĩa khác biệt. Hàng năm cứ đến mùng 5 tháng 5 âm lịch, dân ta lại tổ chức ăn Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ còn gọi là Tết Đoan Dương. Đoan Ngọ là bắt đầu giữa trưa, Đoan là mở đầu, Ngọ là giữa trưa, còn Dương là mặt trời, là khí dương. Đoan Dương có nghĩa là bắt đầu lúc khí dương đang thịnh. Cùng Tết Đoan Ngọ vào giờ nào để gia chủ phát tài lớn, may mắn cả năm? Ở nước ta thì Tết Đoan Ngọ được coi trọng xếp vào hàng thứ hai sau Tết Nguyên Đán. Theo tục lệ từ xưa, người dân thường cúng vào sáng sớm, nhưng thực chất Tết Đoan Ngọ được tiến hành vào giờ trưa chính ngọ, 12 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Đoan nghĩa là mở đầu, ngọ là khoảng thời gian từ 11 đến 13 giờ. Theo lệ thì đúng ngọ 12 giờ trưa, người dân ở các vùng thôn quê rủ nhau đi hái lá. Đây là thời khắc có dương khí tốt nhất, là giờ mặt trời tỏa ánh nắng tốt nhất trong năm. Lá cây cỏ được hái vào giờ này có tác dụng chữa bệnh rất tốt như các bệnh ngứa ngoài da, nhất là bệnh về đường ruột hay là cảm mạo. Đem những lá thuốc này nấu nước xông giải cảm rất là tốt. Nguồn gốc Tết Đoan Ngọ, không thể quan niệm Tết của người Việt có từ Trung Quốc. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được dân gian gọi là bằng cái Tết dân dã hơn là Tết giết sâu bọ. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống có nội hàm văn hóa phong phú. Không chỉ riêng ở Việt Nam hay là Trung Quốc mà ở Triều Tiên, Hàn Quốc cũng có Tết Đoan Ngọ. Vì vậy, Tết Đoan Ngọ thực chất là một phong tục lễ Tết Á Đông gắn liền với quan niệm về sự tuần hoàn của thời tiết trong năm. Trung Quốc với truyền thuyết Quất Nguyên. Vào cuối thời Chiến Quốc, có một vị đại thần nước Sở là Quất Nguyên. Ông là vị trung thần nước Sở và còn là nhà văn hóa nổi tiếng. Tương truyền, ông là tác giả bài thơ Ly Tao thuộc thể loại sở từ nổi tiếng trong văn hóa cổ Trung Hoa, thể hiện tâm trạng buồn vì đất nước suy vong với họa mất nước. Do can ngăn vua Hoài Vương không được, lại bị gian thần hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Bích La tự vẫn vào ngày 5 tháng 5 âm lịch. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, người dân Trung Quốc xưa lại làm bánh cuốn chỉ ngũ sắc bên ngoài, ý làm cho cá sợ, khỏi đắp mất, rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh, lấy bỏ gạo vào ống tre, rồi thả xuống sông cúng Quất Nguyên. Ngoài ra có truyền thuyết khác về sự bắt nguồn của ngày Tết Đoan Ngọ. Nhiều nguồn tin cho rằng tập tục Tết Đoan Ngọ là bắt nguồn từ Hạ Chí trong thời cổ. Có người thì cho rằng đây là sự tôn sùng vật tổ của người vùng sông Trường Giang. Truyền thuyết Tết Đoan Ngọ tại Việt Nam. Vào một ngày sau vụ mùa thì nông dân ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo dày, ăn mất trái cây, thực phẩm đã thu hoạch. Nhân dân đau đầu, không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này. Bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới, tự xưng là Đôi Chuân. Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản chỉ có bánh cho, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo, chỉ một lúc sau, sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượi. Lão ông còn bảo thêm, sâu bọ hàng năm vào ngày này rất là hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã biến mất. Để tưởng nhớ việc này thì dân chúng đặt cho ngày này là Tết diệt sâu bọ, có người gọi nó là Tết Đoan Ngọ vì giờ cúng thường vào giờ ngọ. Bởi vậy, không thể quan niệm Tết Đoan Ngọ của người Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc như một số người vẫn lầm tưởng như hiện nay. Ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ được Việt hóa thành ngày Tết diệt sâu bọ và thờ cúng tổ tiên. Người Việt Nam còn gọi Tết Đoan Ngọ là Tết diệt sâu bọ bởi vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này thì dân gian có nhiều tục trừ phòng bệnh. Hiện ở một số làng quê Việt Nam vẫn còn giữ nếp xưa, rất coi trọng ngày Tết này. Sau Tết Nguyên Đán, có lẽ Tết giết sâu bọ là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn với đời sống của người dân. Vì vậy, con cháu dù làm ăn xa xôi mấy thì cũng cố thu xếp để về.
Vào thời điểm này thì trái cây, hoa, lá bắt đầu đơm hoa kết trái, mong một mùa bội thu. Vì vậy, hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Ngoài ra, còn có những món ăn khác tùy theo tập tục của từng địa phương. Vào ngày này thì cả làng nhộn nhịp hẳn lên, nhà nào cũng dậy từ sớm chuẩn bị vật phẩm cúng tổ tiên và hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Người ta quan niệm rằng đây là thời điểm quả trên cây, lá trên cành bắt đầu đơm hoa kết trái và cúng tổ tiên để mong một mùa bội thu. Sau lễ cúng là các tục lệ giết sâu bọ, cả nhà quây quần ăn những thứ quả chua, rượu nếp, bánh cho để diệt trừ sâu bọ, xua đuổi hết bệnh tật. Mâm lễ cúng gia tiên ngày Tết Đoan Ngọ gồm có hương, hoa, vàng mã, nước, rượu nếp. Các loại hoa quả gồm các loại quả mùa hè như là mận, hồng xiêm, dưa hấu, vải, chuối. Tuy nhiên, mận và vải là hai loại hoa quả không thể thiếu trong mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ. Xôi, chè, bánh ú cho còn gọi là bánh cho hay là bánh do. Theo nghệ nhân ẩm thực ưu tú Phạm Thị Ánh Tuyết, trong mâm cúng Tết Đoan Ngọ của người Hà Nội xưa thường có thêm bánh trôi, bánh chay. Một số địa phương thì phong tục trong ngày Tết Đoan Ngọ, ngày xưa vào ngày này, người ta còn có tục nhuộm móng chân, móng tay, tục khảo cây lấy quả, tục cho ngải cứu để trừ tà. Những em bé chưa biết đi thì được lấy một ít vôi quệt vào thóp, vào ngực và rốn để chúng không bị đau bụng nhức đầu. Tuy nhiên, phần lớn các tục lệ này nay đã được bãi bỏ, chỉ còn giữ lại tục tắm nước lá và tục đi hái lá thuốc. Nơi phố phường, thị thành thì không nhiều vườn tược, cỏ cây, người dân có lệ đi mua lá thuốc mồng năm. Dịp này, những người buôn bán từ quê ra đều mang theo đủ thứ loại lá bày bán. Lá được sắp nhỏ, phân loại riêng biệt, người đi chợ chọn lấy những lá có mùi vị ưa thích mua về, đúng ngọ ngày mồng năm đem ra phơi khô rồi bọc lại để trong tủ thuốc gia đình, dùng khi nhà có người ốm đau. Món ăn trong ngày Tết Đoan Ngọ, theo truyền thống của từng miền vào ngày này thì ngoài hoa quả, những món ăn cũng khác nhau tại Hà Nội và một số vùng miền. Ngày này, rượu nếp, đặc biệt là rượu nếp cẩm là món không thể thiếu. Người ta cho rằng bộ phận tiêu hóa của con người thường có các loại ký sinh gây hại và chúng nằm sâu trong bụng nên không phải lúc nào cũng diệt được. Duy có ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, các loại ký sinh này thường ngoi lên, con người có thể ăn thức ăn, hoa quả, vị chua, chát và nhất là rượu nếp có thể loại bỏ chúng. Theo dân gian thì rượu nếp được ăn ngay khi vừa ngủ dậy thì rất là hiệu nghiệm. Rượu chủ yếu là xôi còn nguyên hạt lên men, còn gọi là cái. Người dân thường dùng các loại gạo nếp trắng và cẩm đồ thành xôi để nguội rồi rắc men ủ trong 3 ngày. Thúng xôi ủ được đặt trên một chiếc chậu, hứng lấy nước rượu để khi ăn trộn với cái, tạo vị ngọt cay, rất dễ chịu. Người già, con trẻ thì đều có thể ăn loại rượu này. Phụ nữ các vùng quê miền Bắc phần lớn đều biết ngả rượu nếp và thường tranh thủ dịp này ngả rượu để mang ra Hà Nội bán. Có người chỉ trong một buổi sáng bán được đến cả 10 chậu như cẩm. Cơm rượu miền Trung. Cơm được làm từ phương pháp lên men cổ truyền, đây là món tráng miệng, lại giúp dễ tiêu hóa nên được nhiều gia đình miền Trung tự chế biến trong bữa ăn. Cơm rượu nếp miền Trung thường có hình dáng vuông góc. Cơm rượu nếp miền Nam. Ở các tỉnh miền Nam thì cơm rượu nếp được gọi là cơm rượu. Cơm rượu không để rời mà viên thành từng viên tròn trước khi ủ. Món cơm rượu ở miền Nam thường có nước tiết ra và cũng được pha thêm nước đường rất ngon nếu ăn kèm với xôi vò, giống như món xôi chè ở miền Bắc. Còn ở Đà Nẵng thì món không thể thiếu trên mâm cơm cúng là bánh ú cho, nhà nào cũng mua từ 3 đến 40 bánh trở lên. Ngoài ra thì theo truyền thống của người miền trong, thịt vịt cũng là một thứ không thể thiếu cho ngày lễ này. Cách trừ sâu bọ trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ở Việt Nam ta, ngày này mỗi nơi có các hoạt động văn hóa và món ăn đặc trưng. Người Mường, vùng Mường Khương có món đặc sản bánh khúc truyền thống rất ngon. Nguyên liệu làm bánh là gạo nếp ngon, rau khúc, một chi của họ Hoa Gúc, đậu xanh, hạt vừng hay là mè rang. Gạo ngâm kỹ, xay nhuyễn cùng với rau khúc rồi nhào thành bột làm thành bánh có vỏ nhân đậu xanh trộn với vừng rang, bánh được hấp hoặc là rán. Người miền Trung và miền Nam thì có món bánh ú lá tre hoặc là bánh cho với nguyên liệu cũng là gạo nếp, đậu xanh và một vài thứ khác.
Trong ngày mùng 5 tháng 5 thì nhiều nơi có tục làm mâm cỗ cúng gia tiên, treo lá ngải cứu trước cửa nhà, làm túi ngũ sắc đeo cho trẻ em, lên rừng hái thuốc, khảo cây lấy quả, một người trèo lên cây, một người ở dưới, dùng sống dao gõ vào thân cây, hỏi lý do ít quả và đe dọa chặt cây nếu cây không sai quả. Người trên cây sẽ hứa cho quả sai, hoặc có nơi thì làm thịt vịt, thịt ngan mang về bên nhà mẹ, nhà vợ. Người miền Bắc thì thường giết sâu bọ ngay khi thức dậy vào sáng sớm và giết sâu bọ bằng thức ăn, nhất là bằng rượu, nếp, bánh cho và hoa quả. Với trẻ em thì sáng sớm ngủ dậy, khi trẻ còn ở trên giường thì cho trẻ ăn hoa quả, ít rượu nếp, trứng luộc, bôi hồng hoàng vào thóc đầu, vào ngực, vào rốn để giết sâu bọ, sau đó mới đi rửa mặt mũi, chân tay, đánh răng, rửa mặt. Với người lớn thì sáng ngủ dậy không được đặt chân xuống đất mà phải xúc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, tiếp đó ăn một quả trứng vịt luộc, sau đó bước chân ra khỏi giường hoặc uống một ít rượu, ăn một bát rượu nếp cho sâu bọ say, tiếp đó là ăn trái cây cho sâu bọ chết. Quan niệm dân gian cũng cho rằng ngày Tết Đoan Ngọ là một cơ hội cực lớn để nâng cao vận thế và năng lượng của chính bản thân mình bằng một số cách sau đây. Theo thông tin ngày tháng năm sinh của gia chủ, đeo túi thơm. Đeo túi thơm ngày Tết Đoan Ngọ có thể chống bệnh tật, vừa có thể xua tà. Trong túi thơm có thể là hương liệu, cũng có thể là bột hùng hoàng hoặc bùa chống tà. Ngày xưa thì túi thơm làm từ sợi ngũ sắc hoặc các mảnh vải vụn, bên trong có các hương liệu, dùng thảo dược như là bạch chỉ, xuyên khung, bài thảo, sơn nại, tùng. Tắm hoa. Ngày Đoan Ngọ có thể tắm bằng nước các loại hoa cỏ như là bạch ngọc lan, ngải cứu, phượng tiên hoặc là lá tùng, lá đào. Bất luận già trẻ, nam nữ đều có thể tắm, vừa làm đẹp da, vừa trừ tà. Treo bùa thiên sư hoặc là tranh thần trung quỷ. Thần trung quỷ là vị thần có thể đánh đuổi quỷ trong truyền thuyết, vì vậy treo tranh thần có thể xua đuổi sát khí trong nhà. Cho dù nhà bạn hay là nhà thuê thì treo bùa thiên sư hoặc là tranh thần trung quỷ cũng sẽ khiến bạn an tâm hơn. Treo cây mây và ngải cứu trước cửa nhà. Treo cây mây và ngải cứu trước cửa nhà có thể tránh tà khí, thứ cấm kỵ vào trong nhà theo vị lý học truyền thống. Ngoài ra cây mây và ngải cứu còn có thể tránh các côn trùng độc. Tuy nhiên cần lưu ý, ngải cứu và cây mây phải treo trước 3 giờ chiều. Đối với những người phải đi làm vào ngày Tết Đoan Ngọ thì nên đem theo lá ngải hoặc là cành mây, cũng có thể phun ít rượu hùng hoàng, có thể tránh tà và tăng vận thế. Ném tai họa. Dùng giấy đỏ cắt thành hình hồ lô hoặc là hình ngũ độc, lấy giấy trắng làm nền, bắt đầu từ tháng 5 âm lịch, dán chúng trước cửa hoặc là dùng giấy cứng cắt thành hình bánh chưng, buộc thêm sợi dây ngũ sắc đeo bên mình. Sau khi qua ngày 5 tháng 5, bánh chưng ngũ sắc và hồ lô giấy ném hết ra ngoài cửa, có thể tránh đuổi tà khí, đem lại vận may. Ăn bánh ngũ độc. Bánh ngũ độc là bánh in hình ngũ độc gồm có bọ cạp, ếch, nhện, rắn rết. Bên trong bánh có các màu sắc khác nhau. Theo vị lý học, sau khi ăn bánh này, các loại côn trùng độc sẽ không thể làm hại người, có thể tránh tiểu nhân giở trò. Bày hổ làm từ lá ngải. Làm hình hổ từ lá ngải hoặc là cắt hình hổ và hình lá ngải đặt ở trong nhà hoặc văn phòng, hoặc có thể đựng trong túi sách đeo bên người, có thể xua đuổi tà khí. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại hữu ích cho các bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy cũng như là thỉnh các vật phẩm của Phong Thủy May Mắn, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.